Hi, chào anh em vào chia lớp, mình là Tờ Lũ X8. Rất vui quay trở lại bạn trong video ngày hôm nay với xe V48 AKCP0. Một trong những người chơi phải gọi là cực kỳ, theo mình đánh giá rất là nhiệt huyết với xe quốc tế, sẵn sàng chấp nhận đầu tư. Nói chung là chơi có tìm tòi, mày mò. Đấy, có được, nhưng mà ông bị lỗi một cái theo mình đánh giá là kiến thức thì chưa chuyên sâu, nhưng mà ông hay chơi kiểu đéo cày giữa đường. Đấy, ông thuê lắm thầy nhiều thợ quá, thành ra là team nó, theo mình đánh giá nó thành một cái thứ như mà mình nhắn các bạn ấy, nó gọi là đéo cày giữa đường. Đấy, thì lần này thì mình lại tiếp tục là một cái gì nhỉ, người qua đường nữa các bạn nhá. Hy vọng sẽ đéo được cái cày này thành gọi là cái gì, các bạn có thể dã được mấy cái cối ở trong xe vừa này. Ngày dự kiến nó là Darkwing, Zero, thôi chắc Zero thì thôi vì hắn hơn Huy. Đấm được Hoàng Bách cũng như là Atona Sena các thứ vân vân. Thì hiện nay đang top 6 và các bạn ấy nhìn thấy đa phần là thua nhiều hơn thắng. Có tỷ lệ thắng các bạn nhá, nhưng mà thua nhiều hơn là thắng và khó có cơ hội cạnh tranh top cao. Nếu như mà cứ để một cái team như thế này thì trước tiên mời các bạn cùng xem một trận đấu gần nhất để các bạn hiểu được rằng lúc trước cái gì nhỉ? Thì chúng ta sẽ có những cái gì ở thời điểm khởi đầu đấy các bạn nhá. Nghĩa là ban đầu thì bạn sẽ chơi theo hướng như thế nào, đúng không? Các bạn nhìn thấy viện trợ sử dụng bao gồm là vị trí robot để búp cho hai con nữ đấy. Athena và Bánh Bao thì để hồi máu. Ca Phẩy thì mang hồn lực 5 bão tố đấy, các bạn nhìn thấy rất rõ ràng đấm 2 lần. Tuy nhiên thì các bạn thấy đấm nó cũng không thật sự gọi là quá đáng sợ, đúng không các bạn đấy. Dù là bên ta nổ run trước các thứ nhá đấy, nhưng mà bên phe địch thì khá ghê. Oswan thì đang dùng run chí mẹ kết hợp với hồn lực 5 Undying, một hồn lực hồi máu và thiên về cuối trận nó sẽ đam rất là to, đoạn đầu sẽ đam khá yếu. Mizuchi thì có một cái hồn lực khá hay là hồn lực Lick của Athena các bạn ạ. Đấy, nhưng mà vì lần 1 Athena chưa không tung được tuyệt kỹ nên thành ra hồn lực Lick ở lần 1 nó không đáng sợ lắm. Raph thì đang cầm một cái hồn lực bảo vệ để khắc chế lại một phần con Vice. Con Vice đó đánh thốn lắm các bạn ạ, nên là thành ra đang sử dụng hồn lực Lick. Để chúng ta cùng xem như nào nhé. Các bạn nhìn thấy khả năng gọi là sống sót của thần bài thật sự gọi là rất mong manh, đúng không? Cực kỳ mong manh luôn. Ngay từ lượt 1 đối phương họ phản công lại thôi mà thần bài đã ngất ngây con gà tây rồi, dù trốn tận hàng sau. Rất khổ luôn. Hơi đáng tiếc là Athena chưa có hồn vũ khí, thành ra lợi thế đánh trước nó cũng bị suy chuyển. Rồi, đây tiếp tục là lượt số 2 của Ca Phẩy. Đấm khá rát đấy. Rồi, các bạn thấy lượt 2 đấm yếu hơn hẳn so với lượt 1, nó không có run sói. Mình sẽ ở đây là thời điểm trước khi chỉnh sửa các bạn, các thứ các bạn nhé. Rồi, đây là những pha phản công của bên đối phương. Smart Vice. Rồi, tất nhiên thì cô đấm thì không thể nào mà chống lại được rồi. Sức thần bài không thể nào sống chống được Terico. May ra là rác các bạn ạ. Khó nhá. Không hề đơn giản tí gì cả. Rồi, hồi nội nhưng là không đủ cho Ca Phẩy, thành ra sát thương gần như không có mấy. Băng của Kula thì các bạn thấy khá nhiều, nhưng mà chỉ là băng dở. Băng phải băng 2 lớp cơ. Khó thật, nói thật các bạn, giờ vào fix khó thật. Và vì không có một con nào gọi là sát thương bền vững, thành ra mình nghĩ là khó mà thắng được. Các bạn để ý thân bài sẽ khó mà gọi là tỏa sáng được, vì sẽ bị mất lộ liên tục, thậm chí bị đánh chết một mạng này. Ca Phẩy thì phập phồng quá. Thật ra một mình Ca Phẩy các bạn nhìn thấy đấm khá khó. Hai con đây các bạn rồi, nhìn chung thế nhá, hiểu hiểu được cái cơ chế của nó trước thời điểm này.
Rồi còn bây giờ thì mình sẽ vào mình fix như sau, cũng như là giới thiệu với các bạn. Thật ra mình cũng chưa fix được cái gì mấy, mới thay đổi được một vị trí duy nhất thôi, đó là vị trí viện trợ. Ở trước thời điểm này thì ARC đang sử dụng một cái viện trợ là viện trợ bánh bao, các bạn vừa nhìn thấy. Giờ thì mình đã thay bằng con viện trợ Yuri để cho nó búp công tốt hơn. Thời điểm này thì không cần hồi máu nữa rồi. Nói thật với các bạn, cần gì hồi đầy con hồi máu rồi, cần gì phải bánh bao vậy ạ? Thế này, thậm chí mình nghĩ gỡ luôn con này đi cũng được, thay bằng một con khác cũng được. Nhưng vì ở đây là, ở đây có viện trợ Mizuchi này. Mình sẽ thử ngó qua viện trợ Mizuchi để xem có cái úp lên đến tầm nào rồi nhá. Nếu như mà mắc pin rồi thì cũng có thể dùng. Rồi, chưa ăn thua, như vậy viện trợ này không dùng được. Vì nó yếu quá, chứ thật ra nếu như mà up cao lên rồi là dùng được. Thôi không có cách nào khác. Viện trợ Billy để búp nộ cho hàng trước cũng khá hay. Mình sẽ xem mà nó full nộ chưa. Mình xin lỗi là gọi là full đẳng chưa. Full đẳng rồi thì sẽ tốt hơn, full đẳng rồi. Máy quá. Ok, mình sẽ chuyển toàn bộ sách vở của nó từ Athena qua các bạn nhé. Chứ thời điểm này mà các bạn nào mà vẫn còn còn sử dụng các viện trợ cái gì nhỉ? Athena và bánh bao. Đây là các server cũ đấy các bạn. Thì mình cho rằng nó là hơi thiếu thức thời. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Các bạn đọc sách cho phải hiểu đúng không? Rồi, không có một cái sách nào phù hợp. Yuri mình thử gỡ sách này ra xem có sách nào tốt hơn không. Đây đang trang bị cho Robert rồi à? Thật ra Robert mình nghĩ là nó cũng không cần thiết lắm đâu. Chảo qua là không có thì dùng tạm thôi. Không có con kỹ nào à? Đấy, vì Athena và bánh bao là hai con kỹ. Về phần viện trợ này có những cái con kỹ mình xem. Mũi Mizuchi. Mình sẽ thử ngó qua chim nhá. Vì Athena này đang để hướng thủ các bạn ạ. Athena phải để hướng tấn công cơ thì mới để Robert. Chứ để hướng thủ như thế này để Robert nó phí mất một slot thì cũng được thôi. Nhưng mà để một thằng để Athena bị tấn công sẽ tốt hơn, mình xem nào. Để Athena tấn công thì buộc phải để Mizuchi lên hàng trên. Athena sẽ phải cầm 15 bão tố thì nó mới đủ sức sát thương. Nhưng ở đây hiện nay thì mình nói thật mình đang muốn thần bài 15 bão tố, thần bài đánh trượng vẫn rất mạnh. Chả qua là các bạn mình nghĩ là chưa lắp cho đúng đồ thôi, ông thần bài buộc phải dùng bão tố. Các bạn dùng run khác là nó dùng hồn lực lam khác là nó phế ngay. Từ từ nhá, mình ngó xem có một con kỹ nào khác không. Thử dùng chin đi xem nào. Vẫn chưa móc ping à? Thiếu 3 tầng nữa. Đấy, hàng sau được thêm 12% công đấy các bạn này. Giảm thủ đối phương đi 12% này. Đấy, lửa đốt cháy không cần. Cố gắng lâng thêm một bậc nữa. 4 triệu vàng. Bớt ra Athena hay đẳng cao thế. Mình sẽ rebirth con Athena ra các bạn nhé. Giờ các bạn đừng có tiếc con gà quả than mình. Bớt này. Tiếc gì con Athena. Bớt xem nào. Rồi đây thiếu cái đẳng đây. Anh quê rồi, trang bị xem nào. Không, những cái này thì nó không đáng. Mình đang thiếu vàng nên mình sẽ phải kiếm cái đồ nó tăng vàng một chút. Gì nhỉ, ra mua mấy viên đá tăng đẳng đi. Không biết ông có mua nổi không ấy. Mấy ông đua uy này thiếu vàng ghê lắm các bạn ạ. Đây 10 triệu vàng đây, vãi trưởng. Đấy biết ở đâu tự nhiên nó nhảy ra 10 triệu vàng các bạn ạ. Thế thôi không cần phải gỡ nữa. Mình sẽ dùng viện trợ chin tốt hơn các bạn nhá. Đấy, kỹ thì nó có mấy quyển sách kỹ tốt hơn. Đây là mình nâng cấp là một phần cũng phải phụ thuộc vào những cái gì mà ạc này đang có các bạn ạ. Chứ mình thật ra là mình cũng muốn nâng nó kiểu khác nhưng mà không được. Hiện nay nó như thế rồi thì mình buộc phải nâng nó như nâng tiếp lên thôi. Mình sẽ lấy cái hồn viện trợ chin này thì easy mà. Kiếm đâu chả có đúng không? Mình nhớ là hồn viện trợ nhiều lắm. Đây hồn viện trợ Billy. Mày ông mày có hồn viện trợ chin không? Ngày xưa mình đầy hồn viện trợ chin luôn ấy. Đây. Đây là hồn viện trợ đấy các bạn ạ. Rồi không có chin trong này, vãi cả trưởng. Đây là rune. I need edge. Viện trợ ấy. Thôi xong em rồi, không có hồn viện trợ chin. Búp thêm phần trăm công nó tốt hơn chứ. Ông ấy nhờ mình mấy hôm rồi nhưng mà nói thật với các bạn là cũng giận tay này, thật với các bạn. Định không vào lưng nhưng mà thôi, nâng lên giận thì giận mà thương thì thương. Vì ngày trước
hắn cũng nhờ mình tư vấn các kiểu, mình cũng tư vấn nhiệt tình, xong rồi cuối cùng ông không nghe. Ông không nghe, ông không nói một lời cả, ông cứ im không nghe, mà mình tư vấn tâm huyết như thế. Ông quay xe ông chẳng nói năng một lời cả. Thành ra mình hơi giận nhưng mà thôi, vào làm vừa được clip vừa làm cho server nó hay hơn. Và mình nghĩ rằng sai đâu sửa đấy thôi, đúng không các bạn? Tay nào dùng link máu này, link quận 7 đâu rồi nhờ, mình đang vào viện trợ. Ê, giờ không kiếm đâu được viện trợ này nhỉ, không biết trong chế độ này có không. Nào quay cho phát đi cho nào. À, viện trợ phải quay ao cá bên này chứ đúng không? Quên. Ờ, mình nhớ là trong shop viện trợ là sẽ có bán hồn viện trợ chim. Mình cần khoảng 20 cái hồn nữa thôi, cho nâng thêm một cái level nữa. Chứ tự mình thì ạc, mình thì đầy các bạn ạ. Không thiếu. Phải không thiếu. Không có trong này nhờ. Tức nhờ. Bán tàn những cái viện trợ mà đã full rồi. Còn một chỗ nữa để lấy ở viện trợ là trung tâm viện trợ. Đấy. Nói quanh quanh đâu đây thôi. Đây các bạn ạ. Đấy, 50/50. Nhưng mà hình như bên mình có 20 cái thôi đúng không? À có luôn này, đủ 50 hột này. À vẫn còn dư 23 cái. Ờ may quá. Thôi cũng được. Chứ ạc mình thì đây, đúng không? Ạc này thiếu, ạc mình thì. Ui 120 hột à, vãi cả trường. Cần nhiều thế. Thôi thì dùng tạm thôi các bạn nhá. Như vậy là thay vì nó búp cho 12% thì nó chỉ búp được 6% tấn công thôi, thôi cũng được, có còn hơn không. Còn Yuri nó thì nó búp nhiều hơn đấy. Yuri ở đây là nó sẽ búp bao nhiêu? 7% tấn công này, 10% tỷ lệ chí mạng này, 10% lực chí mạng này, 12% tỷ lệ công, 12% à 20% tỷ lệ chí mạng và 20% lực chí mạng. Các bạn nhìn thấy ba chỉ số quý giá không? Bơm máu thì cần gì, đúng không? Athena thủ ông lân công là cái gì? Billy chủ yếu để nó hồi để nó hồi nội cho hàng trước các bạn nhá. Đấy. Không có con nào dùng thì mình đành phải dùng thôi, chứ biết làm thế nào. Không có con nào dùng thì mình xin lại là đành phải dùng thôi. Ba con này con nào ra trước cũng được. Ưu tiên là con Yuri ra trước đây. Bin hai ông này thứ tự lung tung đi. Đấy. Đâu nhỉ? Về rune của viện trợ các bạn nhá. Đầu tiên là mình xếp lại một tí về rune của võ sĩ chính nhá. Nói thật với các bạn là lúc trước là ông ấy đang xếp rune của con này là ông ấy cho hai viên hỗn loạn vào đấy. Thật ra nếu như mà Kula này mà có hồn vũ khí thì đặt hai viên hỗn loạn vào là chuẩn. Nhưng mà đây chưa có hồn vũ khí thì băng của nó là băng dở. Đấy, lắp hai viên hỗn loạn mà chỉ phí rượu đây. Lắp vào như này Kula có hai mạng thì cũng ám được hai lần, nó sẽ còn tốt hơn. Các bạn thấy mình phải fix khá nhiều đấy, chứ không phải đơn giản là fix xíu xíu là xong đâu, fix nhiều phết đấy. Nên thành ra mình lắp cái này. Viên số 6 hơi cùi một chút nên là mình sẽ không nâng thêm nữa nhá. Thật ra là không còn nhiều vàng nên là mình tạm thời mình dừng lại nâng thôi. Chứ còn đâu, thật ra nâng càng cao càng tốt. Đấy, tỷ lệ kháng chí mạng cũng là một tỷ lệ tốt chứ, đúng không? Đấy. Athena thì đang bộ rune phản đòn. Rap cũng là một bộ rune phản đòn. Hermi thì mình nghĩ rằng các bộ rune này rất là hợp lý rồi. Nên là sẽ không có gì gọi là thay đổi. Hai bộ rune này không phù hợp với Kula. Đấy. Bộ rune của thần bài và bộ rune của ca phẩy thì mình cho rằng là thần bài dùng bộ rune chí mạng, nói thật với các bạn là cũng được, nhưng mà nó sẽ hữu dụng từ đợt số 2. Mà đợt số 2 thì nó lại không ảnh hưởng mấy, đúng không? Nên là theo mình thì ca phẩy dùng bộ chí mạng sẽ tốt hơn. Đấy là ý kiến cá nhân nhá. Thế mình sẽ đổi ca phẩy đi cho thần bạn, đổi bộ hai bộ rune của ca phẩy với thần bài cho nhau. Và tất nhiên tí vị trí đứng của nó cũng sẽ khác nhau một chút. Ca phẩy các bạn buộc phải đấm có chí mạng. Ca phẩy mà không có chí mạng là thôi, coi như các bạn vứt ca phẩy đi. Các đòn đánh chí mạng của ca phẩy đều được gia tăng thêm rất nhiều sát thương, kể cả chưa có rune luôn. Còn khi có rune mà còn kinh khủng hơn nữa. Các viên rune 6 của ạc này đều rất mắc ping các bạn ạ. Các bạn nhìn đấy, đam mà phản đòn. Thần bài thì là cũng là đam mà phản đòn, hai viên giống hệt nhau như hack luôn. Đấy, còn viên này thì còn kinh khủng hơn nữa, với là đam và khá sát thương. Đấy, thì mình sẽ đổi viên này đi nhá. Đổi viên này cho ca phẩy, đúng không các bạn? Hàng tốt thì phải do võ sĩ chính dùng chứ. Đấy, thành ra ca phẩy các bạn nhìn này, châu bây giờ mà thật sự là mắc binh này. Đấy. Ngoài ra thì mình thấy rằng cái transmutation gọi là mặt sau của rune. Đây các bạn này, đá rune ở mức độ 8 sao trên 11 thì mình nghĩ rằng cũng là khá tốt rồi, nhưng chưa thật sự là mắc binh.
Xeon cao phải là phải 11/11. Thần bài thì không nhất thiết là phải lên đến cái tầm là 8/11 đấy đâu. Nhưng mà thôi, lâng rồi thôi, giờ mình cũng chẳng buồn gỡ ra nữa. Các vị trí còn lại thì đều ở trạng thái 3 sao với nói chung là thấp. Đây con này 7 sao. Con này là 7 sao đúng không các bạn? Không, con này chắc là 3 sao. Đấy, không quan tâm lắm vì thực ra nó thấp, càng lên cao nó càng mới kinh. Hội này thì không quan trọng. Nguyện trợ tham chiến không quan trọng lắm. Mấy ông này thì gỡ hết ra rồi. Ok, đấy là xong về bộ rune các bạn nhá. Về vị trí đứng khi mà để như thế này thì kiểu gì mình cũng phải để cao phẩy điểm trí cuối cùng. Đấy. Và như thế này thì mới chuẩn các bạn này. Đấy, nói thật với các bạn, Mizuchi coi như là con vẫn đi nhá. Thật ra là mình đang hơi phân vân một tí vì Mizuchi hiện nay chưa hồn vũ khí, và thật ra có hồn vũ khí đam nó vẫn bé. Nên các bạn lắp rune gì thì lắp nó cũng không có sát thương đâu. Nên nói thật cái bộ rune thần nộ này là để lổ ở lượt 2. Mình nghĩ sau này Mizuchi S-Pack thì mới cần tới, chứ bây giờ nó là vô nghĩa. Theo cá nhân mình bây giờ là vô nghĩa. Bộ rune này tí nữa mình sẽ có thể đổi nó vào một hôm khác. Chắc là mình sẽ phải test vào một hôm khác nữa. Đó là đưa Athena ra hàng sau và là sẽ cho Athena cầm bộ rune này. Đấy, nó nổ lượt 2. Nó đâu thôi, bây giờ gì dùng tạm nhá. Thật ra nếu mà là mình ấy, thì tí nữa mình sẽ có thể mình test. Đó là mình đưa 6 viên. 6 viên này này các bạn này. Đấy, vào nó sẽ tốt hơn. Mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Nó ám với đối phương tốt hơn. Mà thôi, mình không nghĩa đâu. Mình làm luôn đấy. Rune đói làm ăn cái gì. Quan trọng là nó phải phù hợp các bạn ạ. Đừng có nhìn thấy đỏ là đẹp. Rồi, và vàng thì ông này phải tích cho mình khoảng 2 ngày để lâng cho full cho ai đến 100 hết luôn. Đấy, sợ cái gì. Còn mấy cái viên rune này thôi cho hội khác, cho đội hình 2 để chơi luôn cho máu. Đấy, tương tự như vậy đối với dàn võ sĩ viện trợ. Đấy, xem nào, hôm nay mình cho con nào suy ra đầu tiên, con này suy ra đầu tiên. Cũng phải lắp hết rune này, có gọi, nó gọi là cái rune ám các bạn ạ. Có bao nhiêu rune ám lắp hết. Các bạn nào mà đang chơi viện trợ nhá thì các bạn còn rune vàng thừa nhá, các bạn đổi hết cho mình sang bộ núi ám cho đối phương ngất cây con gà tây luôn. Không có vàng thì dùng tạm cho mình màu đỏ. À, dùng cho tạm cho mình màu tím. Như vậy ông này cũng chỉ có 4 viên thôi. 4 viên này thì không sẽ không có tác dụng mấy. Nó phải là 6 viên cơ. Hết sứ rồi, đánh phải dùng 2 viên này. Không phải là 6 viên cơ. Không biết ông có viên rune nào không nữa. Nó phải 6 viên cơ. Xem nào, xem có viên rune vàng nào không. Ác mình thì nhiều rune vàng lắm. Mình còn mười mấy viên rune vàng tự chọn. Nhưng ông này thì hết mất rồi. Chả qua ông đổi những cái viên rune khác rồi thôi. Các bạn nhìn thấy màu rune khác thì đầy. Riêng màu rune vàng lại thiếu. Xem còn mảnh rune không. Hôm nay không phải hot rune nên đấy có. Fix ạc lâu và tốn thời gian lắm các bạn ạ. Không phải nhanh gọn đâu. Nào cho mấy viên rune vàng đây. Không cần bộ đội tích từ sao, chưa cần. Rồi mình cũng sẽ dùng một viên protector sao các bạn nhé. Để lắp cho một cái bộ. Làm giảm nộ nó đi. Không có sói thì ta dùng tạm. Thôi quay chỗ này đi thì nó ra được mấy viên tím hoặc mấy viên gọi là xanh ấy cũng được. Mấy viên lam ấy. Rồi cũng dùng tạm. Trời ơi, ra 2 viên. Thế mà không ra viên nào hợp lý. Mình đang cần viên núi. Viên này cần gì. Đấy, được ngay một viên núi tím. Cái mình đang quay là cái free đấy các bạn nhá. Mỗi ngày là chúng sẽ cho bạn 50 xu. 2 ngày sẽ được 100 xu. Đây mình đang mở hết luôn, đang cần rune. Rồi vừa rồi cho một viên phản đòn, lại phản đòn tiếp. Đây rồi, mãi mới thấy một viên màu tím. Rồi được một viên tím nữa. Ôi nó cho nhiều viên thủ hộ ấy nhỉ. Toàn thủ hộ với phản đòn này. Rồi được thêm viên tím nữa. Rồi ok. Cứ hy vọng được 2 bộ. Tím cũng phải được rồi các bạn ạ. Méo mó có hơn không. Remote thôi. Các cái viên này thì viện trợ thì các bạn không cần phải úp đâu nhá. Không cần phải lên level đâu. Đây rồi. Nhớ là thấy có màu tím à. Rồi. Được một viên khá ngon. Một bộ khá ngon. Bên này sao. Không biết có đủ 6 viên không. Thôi không thì dùng màu xanh cũng được các bạn. Chứ của mình á là có mỗi Lemness là viên đỡ đòn, hai viên kia vàng khè. Bộ lửa vẫn được, 3-4 viện trợ mình vẫn chơi được hết. Rồi. Các bạn đừng chê xấu nhá.
nó chuẩn là được. Đây này, ba viên này này, vãi chưởng. Đấy là nó khác số, rồi có even đổi ra này đấy mà. Hot root nha các bạn, convert root ấy. Thì đổi ra đây thế này. Viên số 4 thì mấy viên? Nó là chuyện bình thường thôi, đợi even hot root thì các bạn chơi thì các bạn phải đổi ra, triệu mình đổi. Rồi, ok. Đấy là rune cho viện trợ các bạn nhá. Nói chung là rune cho toàn bộ võ võ sĩ theo mình là tương đối hợp lý. Ok, tạm được. Vị trí đứng thì như này. Thần bài và ca phẩy sẽ là những võ sĩ có lượng sát thương chính trong team. Hàng thủ tất nhiên sẽ là Raph, sẽ là con ghê gớm nhất, thủ trâu nhất trong team. Đợi mình một chút, mình còn cần phải làm gì nữa nhỉ? Phím đi, ngó qua một chút xem ông có lâng lỗi cái gì không. Rồi, Raph và ông lại cho viên sát thương, à kháng sát thương mà thì buồn cười lắm đấy. Rồi, phím theo mình đánh giá cũng chưa hợp lý. Khi mà tất cả những cái viên phím chữ này ông đều chưa never lên. Mấy viên này lên 90 làm gì, mấy viên này lên 70 là kịch. Thậm chí 60 không có vấn đề gì cả các bạn ạ. Các anh em chơi thì lưu ý nhá. Chả nhẽ mình lại gỡ toàn bộ phím mình nâng lại lên cho hội này về hết 70. Mình lấy đồ mình nâng cái này lên. Đấy chứ các bạn. Những cái phiên này 110 hết. 110 là sẽ được hơn 5%, 5,0 mấy phần trăm. Tích tiểu thành đại chứ các bạn. Mấy cái phiên này nâng được một tí công thủ HP, chỉ số công thì chỉ số thủ HP làm sao bằng phần trăm được. Trăm phát đấm còn một phát đạp các bạn ạ. Đấy, nói chung là phím lỗi chưa mắc ping ở hai vị trí sát thương chủ lực. Ngược lại ở vị trí thủ thì lại là ổn rồi, quá ổn rồi. Athena kết hợp công thủ không có vấn đề gì lắm, một viên công hai viên thủ không phải vấn đề. Rồi, Cula băng này các bạn này, Cula băng thì lại quá kinh. Như vậy đây đã này là hơn uy nhưng lại trọng thủ hơn trọng công ở phần phím. Một lỗi rất lớn, và viên này thì ông cho lên 100. Thật khó hiểu, chẳng nhẽ mình lại gỡ tung viên này ra. Thật khó hiểu các bạn ạ. Quá sơ đẳng về phím, đấy là ý kiến cá nhân của mình. Viện trợ không cần phải phím. Mất thời gian này. Rồi, rune phím chip. Hồn lực lam xét sau nhá. Mình chỉnh qua cái chip đã vì nó dễ. Chip ở đây thì theo túi đồ của bạn ấy thôi nhá. Chứ thật ra là theo mình thì mình, nếu là mình thì mình sẽ không chơi kiểu như này đâu. Mình sẽ không chơi cái viên kết hợp đam của như hay như kiểu hai viên này đâu. Mà mình sẽ chơi hai viên này đỏ này. Hai viên này đỏ này thì nó sẽ tốt hơn. Đặc biệt hai viên này đỏ công hiệu rất là cao, vừa tăng khả sát thương vừa tăng sát thương. Nhưng mà thôi không có thì đang dùng tạm các bạn nhá. Thì với hạng này thì vì hai cái viên màu vàng mà bạn ấy có là hai viên này, và mình sẽ phải lắp theo hai con kém quan trọng nhất, chính là hai con này. Đấy, không có cách nào khác các bạn ạ. Đúng không? Còn bốn con này sẽ là bốn con chủ lực, còn hai con này là hai con mỗi con hai mạng, hy sinh càng nhiều càng tốt. Đấy thì còn lại hai con này nhá. Đấy thì bốn con này thì các bạn để ý rằng chúng ta sẽ có một bộ đỏ và một bộ lửa đỏ lửa vàng. Đấy, hơi phí. Bên này ông phải chơi đỏ làm sao cho cả ba hàng ở dưới đỏ, hàng ở trên thì màu vàng cũng được. Hàng trên full vàng được, hai viên ở dưới buộc phải đỏ vì nó có thêm các chỉ số các bạn ạ. Chỉ số phần trăm. Các bạn nhìn này có chỉ số phần trăm, viên này có một chỉ số thôi vì có một viên đỏ thôi. Phí ấy. Đấy. Thì cụ thể như sau, với hai viên đỏ này thì các bạn để ý là nó sẽ hồi máu đầy đủ như thế này. Nhưng mà tóm tắt là nó sẽ hồi máu dựa theo lượng sát thương. Đấy, và hai con mà cùng đánh vào mục tiêu thì nó sẽ được gia tăng thêm sát thương. Đấy, thì các bạn biết rằng hai con sát thương ở đây thì nhiều nhất thì nó phải là ca phẩy và rap chứ, à và thần bài chứ đúng không? Nên theo mình đánh giá là rap vào đây là nó không hợp lý thì mình đổi thôi. Đấy, à từ từ mình sẽ là bộ đấy đúng không? Đấy, còn bộ bên này là bộ hồi máu. Ok, nó là bộ hồi máu thì mình sẽ dành cho hai con này. Hàng trước mà không hồi được máu thì xác định quang tèo nhá. Từ từ, viên này sẽ là viên dành cho ca phẩy. Đấy, thì nó sẽ hồi máu theo lượng sát thương nó gây ra. Ok, bộ cuối thì không quan trọng. Rồi, hai bộ đầu level 5 là quá ổn rồi. Bộ cuối thôi chấp nhận. Chứ ra level 5 hết mới là chuẩn. Tầm này level 48 ông còn chưa đủ 3 bộ level 5 là. Nói thật là chơi chip, chơi mini level hút này. Là theo mình đánh giá là ông lười quá. Quánh chế độ này lười quá. Đấy, ông nào mà cái gì nhỉ, lười quá không quánh được thì thuê nhá, mình có mở dịch vụ để cày thuê cái chế các cái chế độ này, tất cả các chế độ này luôn. Trong đó có chế độ melee level hút, ba chế độ mình hay thường nhận nhất là PK, melee level hút và trận chiến cuối. Ba cái này theo mình đánh giá là quan trọng. Đấy, nhưng mà nó khá tốn thời gian. Các chế độ khác thì các bạn tự đánh được thì nó sẽ dễ hơn. Nó thuê full thì cũng có hết thôi. Nói chung là dịch vụ làm sẽ có hết thôi.
đâu rồi nhỉ? Mình đang nói đến run phím chip rồi đúng không? Phím rồi, chip rồi. Bây giờ nói lốt đến cái vụ hồ Đực Lam nữa. Đấy. Hồ Đực Lam là cái theo mình là biến hóa đa đoan và có nhiều màu sắc chất, và mỗi một cách sử dụng khác nhau lại đem lại một màu sắc khác nhau. Ca phẩy rõ ràng hiện nay chưa được update ban môn, dùng hồn lực Storm vẫn ngon. Đấy, vẫn ngon, theo mình đánh giá vẫn ngon. Nhưng mà để cho đổi mới một chút so với sự bình thường, cũng như là để cho thần bài nó không phế đi, thì mình sẽ đổi cho thần bài dùng cái viên Storm này các bạn nhé. Đấy, không thì nói thật với các bạn, thần bài nó không có một cái gì gọi là sắc nét cả đâu. Nó sẽ nhanh hỏng lắm. Đấy, thế thì bây giờ ca phẩy dùng bộ gì thì mình sẽ có hai sự lựa chọn. Một là Undying để giúp cho cuối game ca phẩy nó sẽ đấm kinh hơn. Nhưng mà thú thật với các bạn là Undying thì có thể là ca phẩy nó sẽ trâu hơn. Nhưng mà ca phẩy thật sự để sống đến cuối là hơi phân vân. Mình đang phân vân một chút lắp cho nó bộ World Gold. Mặc dù nó chỉ 2 sao thôi nhưng mà nó rất phù hợp với ca phẩy các bạn ạ. Cực kỳ phù hợp với ca phẩy luôn. Ca phẩy gặp nó như gọi là cá gặp nước luôn đi các bạn ạ. Nó búp chí mạng cho nó lên một cái tầm chí mạng một sự là kinh khủng luôn. Đấy, nhưng mà bộ Undying này thì về lết thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Máu dưới 40% này còn hồi máu khiến cho nó rất là khó bị gọi là giết chết. Đấy, có giải hiệu ứng khi mà máu thấp đúng không nhỉ? Đúng rồi, máu dưới 40% này còn được giải hiệu ứng nữa. Đấy, mỗi lượt sống thì sẽ tăng cho nó thêm 10% sát thương tuyệt kỹ. Đấy, thôi rồi, tạm thời lắp cho ca phẩy các bạn nhá. Đấy, chứ thật ra là mình thích lắp cái này cho thôi, không đâu. Thích là phải nhích thôi, vì cái này miễn phí mà các bạn, có mất cái gì đâu. Đúng không? Bảo tốn cái gì như kiểu là phần chip chẳng hạn đã đành, đằng này có tốn cái gì đâu. Bộ Athena thì mình sẽ không lắp cho Lick nhá. Đây, nói qua một tí về cái Lick để các bạn biết. Ở trạng thái 5 sao khi mà nó thức tỉnh tuyệt kỹ thì nó sẽ ám vào hai mục tiêu. Tất nhiên nếu đánh đơn mục tiêu chỉ ám vào một mục tiêu thôi, thì mục tiêu đấy sẽ bị giảm 100% tỷ lệ đỡ đòn và kháng chí mạng và chí mạng. Nói chung nó không thể được bật đỡ đòn và chí mạng được, kéo dài 2 lượt, không thể hóa giải các bạn nhá. Rất kinh khủng khiếp đúng không các bạn? Ngoài ra thì sẽ giải ngẫu nhiên một hiệu ứng của một võ sĩ có lợi bên đối phương vào đầu trận. Đấy, ngẫu nhiên, không cần đánh cũng tự nó kích động. Đấy, gây một hiệu ứng bất lợi vào đối phương ở trạng thái 3 sao. Đấy. Giải được, đương nhiên hiệu ứng đấy chỉ giải được. Các nội tại của nó thì sẽ là giảm thủ và giảm thủ đối phương 8% vĩnh viễn với hàng sau, và hàng trước thì sẽ là 12%. Ngon đúng không các bạn? Còn ở 1 sao thì sẽ gây ra một cái ám vào kẻ thù với điều kiện với cái ám này thì đối phương sẽ bị nhận thêm 20% sát thương và lượng sát thương nhận vào sẽ tăng thêm 10% kéo dài trong vòng 2 lượt. Theo mình đây là một cái ám rất là ngon. Đấy, nhưng mà dùng cho Athena thì nó hơi phí, vì Athena tuyệt kỹ không tuyệt kỹ lượt 1. Thành ra là mình sẽ cho Athena dùng cái bộ Undying. Các bạn nào mà cầm Undying thì mới biết Athena cầm Undying hơi bị phê luôn, kể đứng hàng trước luôn. Còn cái hồn lick đấy thì mình sẽ dùng cho Mizuchi, dù nó chỉ đam được một mục tiêu nhưng nó chỉ ám được một con thôi, thì nó hơi phí đến một tí ở cái ám, nhưng mà bây giờ làm gì có con nào tốt hơn. Đấy, khá mà khó mà con nào mà dùng được cho Athena thì lại phải chờ đến lượt 2 đúng không. Đấy, thôi đành phải dùng cho Mizuchi thôi, sau này hoặc là dành cho Kula cũng được. Hay là dành cho Kula nhỉ. Đấy, Kula ám cũng hay lắm các bạn ạ. Hay dành cho Kula đi. Quên còn Kula rồi mà, quên. Đấy, mình xin lỗi, mình sẽ dành cho Kula nhá, dành hồn lực cho Kula đi, đừng tưởng dễ giết Kula. Đấy, hồn lực bảo vệ này mình đang hơi phân vân giữa việc từ ca phẩy xong rồi này, Mizuchi xong rồi này. Đấy, đâu rồi, hồn lực bảo vệ này mình đang hơi phân vân, mình đang muốn thằng Rap này dùng cái Devil cơ. Đấy, vì cái Devil này sẽ làm cho Rap nó chỉ trâu hơn một chút, nhưng mà như thế cái hồn lực Warden không biết lắp cho ai, hơi phí cái Warden nên thôi mình để im cái Warden cho Raph. Như thế thì Mizuchi sẽ đành phải dùng cái hồn lực còn lại cuối cùng là hồn lực Devil. Hồn lực Devil thì thường dành cho võ sĩ thủ hoặc là võ sĩ không có khả năng tấn công, thì trong trường hợp này nó ứng dụng với Mizuchi là không có khả năng tấn công. Đấy, các bạn nhá, đây là lý thuyết một tí về áp dụng cái chính sách cho hạc này. Về mặt rune, mình nói thật với các bạn, bộ rune này cực kỳ đau đầu luôn, và mỗi một lần biến đổi các bạn fix một lần nhá, thì nó sẽ tạo ra một cái cơ chế mới cùng với rune phím chip Hồ Đực Lam. Các bạn sẽ tạo ra một chiến thuật hoàn toàn khác biệt với những cái võ sĩ bạn đang cầm. Đây mình nói thật, các bạn nào mà chơi một có nó phun đồ kiểu như này ấy, biến hóa các bạn test là hơi bị phê luôn, cực kỳ thích luôn các bạn ạ. Mình rất là thích test ạc này luôn, mình có hồn lực lick. Chứ thật ra rất giận ông này nhưng mà vẫn vào test ấy, vì thích các bạn. Có hồn lực lick này mình thích dùng lắm nhưng mà không đủ lực để lấy các bạn ạ.
Đấy, nhưng mà các bạn mà không có kiến thức thì mình nói thật với các bạn là các bạn ấy không thể nào cảm nhận được cái hay ho của trò chơi đâu. Các bạn ấy không biết cái gì nhỉ? Xoay vần các tính năng, các đồ để tạo ra cái meta mới, cái sự khác biệt mới. Mà các bạn không như thế, người ta thay đổi, người ta sẽ bắt top các bạn. Bạn phải thay đổi liên tục và có nhiều chiến thuật. Đấy là các bạn để ý, mình với Long Tiểu Gia, Long An Hát, rồi S7 Chùm, cứ tỷ lệ đánh nhau lên này sướng suốt ngày. Vì cứ ông này đổi, một hôm sau ông kia lại đổi. Ê, nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn. Thành ra là không ông nào gọi là cứ giữ được top cái chắc chân. Hay đúng không các bạn? Mình thấy đấy mới là thật sự cái trò rất là hay. Còn này không hiểu ông còn tiếc cái gì mà ông không nâng lên Kula 6 sao rồi. Phóng lao rồi, bây giờ rút ra làm sao nữa. Nâng lên đi chứ. Thôi nhá, thì còn đâu clip test thì mình sẽ để ở phần 2 các bạn nhá. Đấy, chứ bây giờ mà mình xem nào. Ui giời, còn 775 thì tiếc cái gì. Lấy thêm một ít tỷ lệ đỡ đòn đi. Để phần 2 nhá. Không phải là mình gây ức chế cho các bạn đâu, mà khá đơn giản là nếu như mà mình test ngay ở clip này thì mình sợ là đang giữa lửa chừng thì nó lại mất clip vì cái độ dài của nó giới hạn thôi. Mình tách hiểu các bạn ạ, nó giới hạn. Nên thành ra là các bạn cùng theo dõi với mình ở cái gọi là sản phẩm của quá trình mình thay đổi như thế nào nhá. Ban đầu nó là một cái đội hình khác, lực chiến cao hơn. Đấy, đồ điếc cao hơn. Đấy, viện trợ khác, run phím chip gần như là khác. Đấy, bây giờ nó sẽ là một cái mới. Thì các bạn cùng theo dõi là xem ở clip sau thì sẽ có đấm được hội này không các bạn nhá. Đấy, mình sẽ gửi up ngay sau khi mình quay xong clip 2. Tía là chắc là các bạn quay xem xong clip 1 ít phút đấy thì sẽ là có clip 2, hoặc là tầm trước 22 giờ nhá thì mình sẽ up clip 2. Đấy thì các bạn tham khảo đúng không các bạn? Mình cũng rất là trông ngóng xem là nó khác biệt nhau nha. Còn cái gì khác nữa không nhỉ? Được rồi đấy đúng không? Run phím chip, vị trí đứng ổn đấy đúng không? Nói chung là mình sẽ có vài ba chiến thuật cho hàng này, nhưng đây là tạm thời một chiến thuật mà mình sẽ áp dụng. Đấy, con này sẽ là kinh khủng khiếp. Theo đó thì bây giờ ca phẩy bùng nổ ban đầu sẽ thấp đi một tí, nhưng đảm bảo cuối trận nó sẽ kinh khủng khiếp hơn. Còn thần bài thì sẽ mạnh mẽ ngay từ đoạn đầu chứ không cần phải chờ đến cuối trận nữa. Vì chờ đến cuối trận thì thần bài chết xề ở đầu nữa mà. Thần bài đâu có cơ hội sống lâu như vậy mà chờ đến cuối trận. Nghe phải cho nó bùng sớm. Đúng không các bạn? Các bạn đừng coi thường ca phẩy mà có bảo kê như này ạ. Ba con này giết được nó hơi khó ấy, đừng có đùa. Đấy, ok. Thôi nhá, hẹn gặp lại các bạn trong clip kết quả.